quá. Tôi thấy có người tặng cho bà 200 đô luôn. 200 đô mày lấy luôn đi. Bà cho tôi luôn hả? Bà không lấy hả? Mày đưa đây. Tôi thấy tặng là cho mà biết có gửi chưa? Gửi rồi. Gửi rồi phải không? Trả đi. Có cần sao kê ra không? Sao kê là gì sao? Sao kê. Mẹ. Khí lộn này nó có kệ má ngày 16 mùng 2 đi má ra ngoài đó lấy đi má. Bà tưởng bà đẹp lắm hay sao mà đâu có đẹp mà đâu. Không đẹp mà đâu. 16 là ngày 16 cô. Bà đọc cái chỗ nào? Đọc ác á. Trời ơi. Ta ác với mày á. Tại vì mày mày quá ơi cầm đọc. Thôi gần Tết rồi mày mua cho nó mấy cái quần chì để đi Vũng Tàu với tụi mình. Má đẹp có một cái chồng mày mặc hoài đi. Bây giờ giao cho bà mà chồng bà. Ôi chồng to là chồng Tấn Nguyễn. Chồng mày là Ngân Trần. Bây giờ nó có một cái quần clip bà mày. Kệ không. Chồng bà cầm bây giờ là anh Bảo. Không con không có liên quan gì tới bà cầm nữa hết. Bảo không phải là chồng tao nữa. Không có ai là chồng tao á. Tôi chết là đầu thai mười mấy kiếp luôn, ổng muốn đầu thai làm chồng bà. Mà đưa tiền đi. Mua quần clip cho nó mời. Có cái chị để đầu tiên bảo cho bà 200 nè. Cái nó thấy kia tổ chuộng chạy mất tiêu. 200 tiền âm phủ á, chị kia kêu là đám ma nào á, lụm hai tờ rồi đưa cho bà. Ôi thân ơi, đưa tiền cho đi, anh dám đi mua quần xịp. Còn khe. Cái tiền đi rồi mua đi rồi hả, mua dắt đi ăn lộn. Sao khúc này dễ thương quá vậy? Ở đây nghe nó thiền. Sao khúc này dễ thương quá vậy? Đi ăn lẩu. Sao cách đây 5 phút mà giữ quá vậy? Cho tiền đi. Móc cho đi. Tiền làm gì có. Anh hả? Anh đang cần tiền không có thiếu. Chủ yếu là cần phải ngoan. Tật kha là sống về nước. Em sống về tịch nương cũng ngon rồi. Em ngoan rồi. Anh Hưng ơi em ngoan rồi. Em ngoan rồi anh Hưng ơi. Rồi quỳ xuống. Chị Cầm. Giờ muốn cầm là không chừng hết ý kiến rồi mọi người. Ủa? Có nghĩa là bây giờ phải dắt bả vô bên hàng trộm đó coi chữ cầm lại rồi. Mới rồi, mới rồi. Đi đâu á. Thấy không, kiếm mới thấy không, mà không chửi sao được. Ủa? Bệnh gì? Ý là mình vô. Bệnh gì? Trong Trống Nguyễn nó còn uống thuốc nữa chừng. Kệ nó, nó uống thuốc rồi nó bị lây nè. Bệnh chết rồi. Bệnh chết lây bả ổng nè. Cái gì cùng đồ quá. Hai vợ sao? Chồng cùng mà anh Bảo nói một tiếng mà thôi thở nói người ngoài không có xen vô người giờ hả cuộc chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt đúng không. Đó căng thẳng quá. Ở đây anh Hưng em ngoan rồi cảm em ngoan rồi. Ba la 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 đột lên men về chân tiếng gia đình đó đây đội kèn tay nha cả nhà. Trời đó kìa. Khởi bản đi anh ơi. Khởi bản đi anh ơi. Hỏi cho nhiều bản ơi. Tới công chuyện này, tới công chuyện này. Đó chạy hộp tới luôn rồi. Hỏi anh thì giúp luôn nha mọi người, biết gì giúp luôn nha mọi người. Trời chút xíu vừa hỏi gì giúp bản luôn rồi. Ơ đứng hỏi cho mắc cười. Bà Châu với ai? Kiểu là gọi téo có leo kèo kèo. Téo có leo kèo kèo. Giống như anh biết cái tiếng nó tiếng gì không? Hồi xưa anh chơi bát đó, anh biết chơi bát không? Mấy bát. Mỗi lần hết mặt thua, kéo kèo kèo kèo. Kéo có cho mẹ trứng đâu. Trứng đi, trứng đi, nó hành em ơi. 40, 40, bát thảo, 60, vít muối, 50, dân biển, 160, mít, 140. Cô cá lù đồ 160, cô cá dứa 150. Hay lắm gì chứ ơi. Chứ khỏi rồi bán hiếu không gà, chết bán hiếu không gà. Không má. Biết ai không? Ai gì? Anh Tâm là trai. Đủ quá Tâm bột tiên. Mày đứng ghế cho tao quýnh chồng tao tét đầu nha. Đủ má, chồng tao nói gia sử mày á. Tiếp anh đăng chưa? Chưa đăng clip nào hả? Chưa đăng clip nào, vô đây. Thấy rau hoài cũng tội, mà thôi cũng kể không chị Hằng Phương. Chào dậu nha, rồi chào chị Minh Tuyết nha. Ê quá Minh Tuyết ơi, ủng hộ chân về co cất đi. Chào chị Diva Minh Tuyết đi. Chào Tuyết Tuyết. Em mất hàm răng. Đúng rồi, Minh Tuyết đợt dẫn những chiếc đi làm răng đó nhớ không. Miền chức quá trời luôn cả nhà. Bây giờ con chơi yểm mùi chức. Dạ
Cậu thích đàn ông hay đàn bà chị làm mai cho? Em thích đàn bà chị ơi. Đàn bà uống nhiều 60-70. Em bây giờ chị 80, chợ 80 sao sao làm ăn gì được nữa giấc. 60 hút đỡ chức đi. 50 hút gì cầm. Không có đâu. 60 được hai đào quá chồng với gì chức. Đang ngồi chứ anh ông mình anh bo cho chứ. Có tiền này chừng này. Tiền đâu? 40, 40. Bắt khảo 60, vịt muối 50. Dưa món 150, củ kiệu dưa món này. Đó, đúng bài luôn, củ kiệu dưa món là 150 nha cả nhà. Mất chơi nha, mất chơi nha, nha, hôi dầu nha. Còn ở đây luôn nha. Tiền chơi hôi dầu, đừng ai mua 160. Cá dứa ăn no bụng nè, lạc xưởng ngon miệng nè. Ăn cháo lưỡi với nhau nha. 300, 220 của Hoa Hương Trần bán. Hai em có nhu cầu chơi đào không? Chị giới thiệu qua. Rồi ok nha chị, em cần hai đứa không cần? Hai em nha, hai em xin tư nha. Thôi em không chơi đâu dạo này. Thôi rồi, chơi đi mà. Thôi. Trời cái đôi móc kiên nhanh lên lớn vậy trời ơi. Hello mọi người, rồi chào chị Lily Anh Liên nha. Hôm nay là chị, nay giờ là chị vô được không chị Lily Anh Liên ơi? Lấy nội trứng lạc, nội trứng bách thảo, nội trứng muối. Trời ơi là trời quý vỏ bệnh quá trời quá đất luôn á. Bạn ơi ra đốt lâm nha. Bà chức ra là bà chịu là coi chừng là đi luôn nha. Bà đánh cậu cứng của tôi đó nha. Trời ơi là trời. Cậu mày hiền quá quýnh. Lý lệ qua đâu, lý lệ qua đâu rồi. Lý lệ qua đâu, đây lý lệ qua đây, bụng cầm đây. Đâu có. Lý lệ qua trời ơi, tao đẹp luôn rồi, lý lệ qua luôn rồi, ghê vậy, đổ tao luôn rồi giấc. Trời đây thằng là quán ba đẹp, lương ba trương. Lương bá xương. Lý lệ qua trời ơi. Con đẹp luôn nè. Trời ơi. Lương gia bảo. Trời. Rồi có con biết. Đi 40, 40. Con quý lốc xạo lồn chứ. Giấc biết con, con họ kênh con kênh gì không? Dễ gì biết. Lưu Văn Tòi. Ở công chuyện gì chất luôn cả nhà ơi. Hai đứa có vợ con gì chưa chưa nha chị ơi, em với Toàn phải độc thân nha chị, chưa vợ con gì nha. Không, em có gia đình thì nha chị ơi. Còn cái đàn ấy chị ơi, ấy ở sụn nụ luôn chị ơi. Trời ơi, vợ nó đẹp lắm á chị ơi. Má năm tuổi bà cầm đi má năm, trời ơi. Má năm nào? Má năm nè. Ôi má. Là má năm là biết ai không? Mình nhớ, Gia My kêu á. Chị cứ, Gia My kêu chứ bằng má năm phải không? Giờ này bên Canada, 1:25, chưa ngủ và ok cho chị Lý Anh Liên rồi. Chị chức bán trứng tới bao nhiêu Tết nghỉ dày dậu? Dạ 28 Tết nghỉ nha chị Dung Kim ơi. Đó, chào mọi người nha, chào mọi người nha. Sao không chơi vậy Toàn? Chị giới thiệu mà, bên chị có mấy em xinh tươi, trời ơi. Thôi em nghỉ chơi chị ơi. Em có vợ rồi. Qua hôn bọng cầm giùm anh 10 cái đi dậu. Trời ơi, anh Nhật Phạm Vlog lắp ơi. Hung gì cầm được có được cái gì không anh? Em hung liền luôn đó nha. Trời ơi. Nguyễn An Toàn. Trời ơi là trời. Nguyễn An Toàn. Anh bảo có con chưa dậu? Chưa chờ mày. Đang chờ. Anh bảo cũng chưa có con nha Vũ Nguyễn ơi. Má năm lên gối thằng Toàn đi. Trời ơi là trời. Chào dậu và Toàn con chào chị. Nguyễn Kim Loan nha. Rồi hello, chào 70 người đang xem nha mọi người, mạnh ca chia sẻ đi mọi người ơi. Cô cầm tôi gì chất ghê, hôm nay gì cầm nói chung là có trận chiến cơm bát với anh Hưng Trần mà nha mọi người. Đó, khi nào đám cưới mời chị nha và mọi người nha, dậu Toàn. Rồi ok, cảm ơn chị Minh Tuyết nhiều nha chị. Rồi ok chị. Đám cưới Toàn thì có thể có nhưng mà đám cưới em là lâu nha chị Minh Tuyết ơi. Tại vì em ới có thâm niên luôn nha chị. 36 năm kinh nghiệm ới đó chị. Ở xuyên lục địa, ở 54 tỉnh thành luôn. Ở chạy nước luôn. Cho em tiền đi. Cho em tiền. Hết tiền rồi, hết tiền gì nước. Em sống gì anh? Em sống gì của anh? Về tình thương của anh. Trời ơi. Hay quá, cảm ơn. Hay quá. Nếu bắt máy muốn vớt cái điện thoại. Nghe tình thương của anh là muốn vớt cái điện thoại. Đã sống về nước, em sống gì anh? Em sống gì thương anh thương em thôi. Anh thương em rồi. Hay quá, trời ơi. Không, mọi người không có thương em mà anh thương em được rồi. Trời ơi. Chính xác, hay quá. Anh đậu nè. Bớt thương đi. Cho tiền đi.
tới công chuyện luôn nha. Có tiền kìa, có tiền kìa. Ờ, còn sạc đâu? Ờ, còn sạc nữa. Không có giữ đồ nữa. Ủa sao làm? Trời ơi ghê không kìa. Ông Mỹ. Đó mở cốp nữa, Di Cầm ngày nào cũng ra mở cốp hết cả nhà. Kìa Di Cầm. Không có cho 500 rồi Di Cầm. Không. Cổ cho cũng được, nó ăn đâu cần cho đâu. Nó mặc áo vú rồi đó nha. Ghê vậy, ghê vậy. Mặc áo vú rồi, mua 3 cái 100. Bây giờ kiếm cái mỹ phẩm gì sức cho bà trắng lên miếng rồi. Quảng cáo kim trộn đi. Quảng cáo của mày cho nó sức lên. Như dạo này anh có sức không anh Hân? Nhưng mà anh có sức mà đúng không? Em trong nắng á. Nên dạo này anh thấy mặt anh trắng trắng. Em tưởng anh giống anh cứ nguyện hay chết luôn á. Anh thích quá. Của mày cho nó đi em Trần ơi. Anh thích của anh bảo được không gì không? Mày xài có mình mày à, mày cho. Ít kỷ. Nãy giờ bắt đầu gì cầm máu sạc điện thoại nha, nãy giờ khẩu chiến đại chiến anh Hưng. Đó hai đồ ngồi kế bên nhau. Sao mày dám ngồi kế bảo mày ngồi kế tao vậy? Tiền to thì sống lớn thôi. Sao gì chết? Em gửi cho nhà vòng rồi đó anh. Đó em có cái video á. Chất cười. Hay chất đem trứng này gửi luôn đi chất. Chất có người kêu chất gửi trước đi tính tiền sau được không? Thôi chất buôn bán đầu giờ rất là vui vẻ quan hỷ nha. Cái giữa giờ là sẽ ngủ, cuối giờ sẽ buồn. Online đi giờ nè, online. Rồi vậy chất chào đi online con nghe online nè. Chào, chào. Em gửi qua rồi á. Online đi một cặp quân kha Nam Mô Di Đà Phật đi chất. Mưa đi đâu quần, chưa bán trứng nào, mấy lật đật nó lại hoài. Mấy mẹ chết quá trời luôn cả nhà. Chứ lẻ gà, mày ngồi bấm má ba hoài. Mua gì chứ? Ghẹ. Ghẹ hả? Thèm ăn ghẹ hả? Mấy đó đi ăn bút phê ghẹ hơn. Bút phê nữa. Để anh ta bao anh bốc qua nó biểu được cho tiền đi. Để chứ mua 500 ngàn nó có nhiều con đâu. Nhiều khi nó cũng ngon nữa. Nước không à ha. Mua chắc thịt. Lụm lúa lên 240 rồi đó. Ghê với vậy? 240. Thấy trên mạng comment mà em chưa xác nhận, chưa đi ăn. Anh có đi ăn quà? Lên có xài nó coi qua tới nhà. Lên liên tục rồi, Tết rồi cái gì cũng lên giá nha, dưới chả cá còn là chưa lên nha. Bên chả cá báo lên giá nha cả nhà. Này. Báo chưa? Báo rồi. Nhiều. Nói chung để coi đi tình hình như ổn thôi, để giá cũ bán luôn. Thôi để giá cũ thì. Cầm ủng hộ 10kg thì để giá cũ. Thôi thôi má, không có tiền. Con đi làm gái không có tiền, không ai đè. Trời không ai đè. Không đè mà. Anh Hân 1, anh Hân 2, anh Bảo nè. Không đè mà hàng coi. Đúng rồi anh Hân ơi, đè mở hàng giùm em gái đi. Ở công chuyện. Gái thiệt luôn hả con cầm? Trời ơi. Làm cái gì không làm đi, làm con gái. Làm bà gái. Làm đi. Ra Tấn Tường. Trời ơi. Cho Tấn Nguyễn. Ê, tối nay bà ra đứng cho YouTube ta quay clip đi. Để có gì sao cho tao ra cho bà. Đóng kịch bản rồi đóng vậy á. Thôi. Kiếm lòng em mới ra làm gái với chị Hương giùm cùng chung giống khác họ. Trời ơi, hay quá chứ ơi. Ê, có nào ra ngoài đứng dẫn dở, có người đầu đi thiệt luôn không vậy? Bình thường anh. Xỉn rồi đó, lúc nào về quê là sẽ xỉn lắm á nha. Thường cái đầu mày thường, bình thường. Mà... Đào lẻ, bây giờ mắt bị lẻ. Bị lẻ luôn rồi, nói gì kìa. Đúng rồi, mày lấy ta mà lẻ rồi. Hay quá vậy trời ơi. Trời ơi, nói câu nào thấm câu đó. Lấy tao. Đó. Mày tố tao hả? À? Mày tố tao được cứ qua ha. Vô phải thôi. Hôm nay tôi cho bà có quyền nói, nhưng mà cứ nói thoải mái, tôi đặng y hịch luôn. Không có cái gì hết, đúng không? Cho bà có quyền, ok, bức xúc gì, cho bà bút nút hôm nay luôn. Đâu có cái gì hết.